Nhận định soi kèo bóng đá Juventus với Tottenham Hotspur 18:30 phút ngày 21 tháng 7, giải đấu ICC Cup 2019. Trận mở màn của Juventus tại giải đấu giao hữu ICC là cuộc đối đầu với gà trống Tottenham. Với tham vọng vô địch Champions League năm nay, hai đội bóng đều đặt quyết tâm cao cho giải đấu giao hữu này. Một kết quả tốt sẽ giúp họ tự tin về đội hình hiện tại cho chặng đường trước mắt. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Tương tự như đối thủ, quả thật là câu lạc bộ Tottenham cũng vừa trải qua một mùa giải không tệ và đang sở hữu phong độ cực kỳ sung mãn. Họ kết thúc ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 4, đồng thời còn là Á quân tại Champions League. Dù không có được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải năm ngoái nhưng Spurs đã cống hiến một lối chơi ấn tượng, và họ hoàn toàn có thể hy vọng về một kết quả khả quan hơn ở mùa giải mới. Qua nhiều so sánh cho thấy rằng, có một điều khá nổi bật cần nói đến chính là những chú gà trống đến với giải đấu ICC 2019 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Họ hoàn thành ICC 2018 với vị trí nhất bảng cùng 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Trong 3 trận đấu đó, Tottenham ghi đến 7 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 3 bàn thua. Sau nhiều chứng kiến, soi xét về thành tích cùng những màn thể hiện sức mạnh của câu lạc bộ Juve ở mùa giải năm ngoái là điều không khỏi bàn cãi. Sự bổ sung trong đội hình siêu sao CR7 đã khiến cho hàng công của lão phu nhân chơi đầy cảm hứng. Dù không có được kết quả tốt tại cúp C1, nhưng họ vẫn là đội bóng mạnh của nền bóng đá nước Ý thời điểm hiện tại. Như đã nói trên đây, thì khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải đấu sẽ là điều không dễ dàng gì với câu lạc bộ Juve. Tuy nhiên, giới nhận định đang đánh giá cao đại diện nước Ý hơn hẳn. Mức kèo chấp mà nhà cái đang đưa ra là 0.2 năm nghiêng về Juventus và điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng các bạn phải biết rằng câu lạc bộ Juve chính là một tập thể chơi khá đồng đều, ngược lại hoàn toàn thì trong khi đội bóng Tottenham lại phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân. Thậm chí trong hai lần chạm trán nhau gần nhất, lão phu nhân bất bại với một chiến thắng, một trận hòa trước đại diện nước Anh. Điều mà Tottenham cần dè chừng chính là hàng công chơi cực kỳ thăng hoa của Juve. Ở mùa giải năm ngoái, lão phu nhân đã khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ và không ngạc nhiên nếu họ vẫn giữ một hình ảnh đáng sợ đó.